Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin sôi động điệu nhảy nCoV của học sinh trường Edison. Vừa qua, 50 giáo viên trường phổ thông liên cấp Edison, huyện Văn Giang đã thực hiện clip vũ điệu rửa tay nCoV. Đoạn video với vũ điệu sôi động dài gần 2 phút đã thu hút hàng nghìn lượt xem và nhận được sự quan tâm của học sinh phụ huynh. Việc cover lại ca khúc này để truyền cảm hứng tích cực tới các em học sinh. Đồng thời, vũ điệu được xây dựng từ các bước hướng dẫn rửa tay của Bộ Y tế, giúp phụ huynh và học sinh ghi nhớ các bước phòng tránh dịch bệnh. Với mục đích nâng cao sức khỏe, duy trì vóc dáng thon gọn, trẻ em phụ nữ thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã thành lập câu lạc bộ nhảy Zumba, thu hút 45 hội viên là trẻ em trong thôn cùng tham gia. Ngày hai buổi sáng sớm và chiều muộn, các thành viên lại cùng nhau tập trung tại cụm sân thể thao của thôn để học các bài nhảy. Từ những động tác đơn giản đến phức tạp đều được chị em hào hứng tập luyện. Câu lạc bộ còn có sự góp mặt của một số trẻ nhỏ có niềm đam mê âm nhạc. Đây còn là nơi chị em trong thôn chia sẻ kinh nghiệm, giữ gìn hạnh phúc gia đình, làm kinh tế, nuôi dạy con ngoan. Từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa thể thao của chị em phụ nữ nói riêng, toàn khu dân cư nói chung. Hiện nay tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm có hai câu lạc bộ thể thao bóng chuyền hơi và cầu lông, thu hút hơn 150 người luyện tập thường xuyên. Đây cũng là địa phương có nhiều nhân tố được lựa chọn tham gia các giải thể thao của huyện và của tỉnh như hai tay vợt Dương Văn Thông và Dương Văn Thường đã giành được gần 20 huy chương các loại. Để phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân, địa phương đã quy hoạch sân nhà văn hóa và đóng góp hơn 450 triệu để xây dựng nhà tập cầu lông đạt chuẩn, rộng hơn 300 mét vuông. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu có nhiều câu lạc bộ thể thao quần chúng ở nhiều môn, trong đó hoạt động nổi bật hơn cả là câu lạc bộ quần vợt. Thành lập năm 2013 với mục đích thúc đẩy luyện tập thể thao và phổ biến môn quần vợt tại địa phương, câu lạc bộ quần vợt xã Dạ Trạch đã trở thành nơi kết nối đam mê thể thao của hơn 20 thành viên. Người biết chơi dạy cho người chưa biết chơi, vì thế số lượng hội viên không ngừng tăng lên. Hàng ngày câu lạc bộ tập luyện tại sân quần vợt khu du lịch sinh thái Châu Linh, xã Dạ Trạch. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ từng đạt thành tích cao tại các giải quần vợt trong tỉnh, tiêu biểu như đôi Trinh Lộc giành huy chương vàng giải quần vợt các câu lạc bộ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, mùa giải năm 2020, câu lạc bộ Phú Yên sẽ tham dự hai giải đấu trong nước là Cúp Quốc gia và giải hạng nhất quốc gia. Đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng cho mùa giải mới với quyết tâm giành vé lên chơi tại giải vô địch cấp quốc gia V-League 2021. Trước mùa giải mới, câu lạc bộ Phú Hiến đã có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu thành công tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Đà Nẵng. Câu lạc bộ thi đấu cọ sát với một số đội bóng ở V-League và các đội bóng mạnh có tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch tại giải hạng nhất quốc gia. Đây là cơ hội tốt giúp huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh thử nghiệm các cầu thủ mới nhằm hoàn thiện bộ khung đội hình. Mùa giải năm nay, đội bóng Hưng Yên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng khi chiêu mộ thêm 10 cầu thủ, trong đó có một số gương mặt nổi bật có kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu quốc nội như Quang Vinh, Lâm Thuận, Duy Lam, Thế Tài. Câu lạc bộ cũng giữ chân nhiều cầu thủ trụ cột như Ngọc Bảo, Văn Trung, Trọng Long, Thành Lộc. 30 cầu thủ của đội bóng đều hòa nhập tốt, có tinh thần thoải mái, thể trạng sung sức, sẵn sàng hướng tới một mùa giải thành công. Hiện tại bây giờ tinh thần toàn đội là đang rất thoải mái. Sau chuyến tập huấn từ Đà Nẵng về thì anh em đang tập trung dần dần lại và anh em cũng thống nhất là sẽ cố gắng hết mình trong từng trận đấu để giúp đội chiến thắng. Mùa giải 2020, câu lạc bộ Phú Hiến đề ra khẩu hiệu không dừng bước như một cách nhắc nhở các cầu thủ luôn ra sân với quyết tâm cao nhất, thi đấu vì màu cờ sắc áo và niềm tin của người hâm mộ bóng đá trong tỉnh. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng đề ra mục tiêu cao trong mùa giải mới, quyết tâm vượt qua vòng loại Cúp Quốc gia và có thứ hạng tốt tại giải hạng nhất quốc gia, phấn đấu giành vé lên chơi tại giải vô địch quốc gia V-League 2021. Con người của năm nay thì tương đối là trẻ và cũng đã chinh chiến nhiều ở hạng nhất cũng như V-League. Đấy là cái kinh nghiệm thì chúng tôi có hơn năm ngoái. Đấy là mục tiêu là cố gắng càng cao càng tốt. Và đặc biệt là chúng tôi cũng có tham vọng để mà lên V-League năm 2021. Với sự chuẩn bị bài bản kỹ lưỡng cùng sự quyết tâm cao của toàn đội bóng, tin tưởng rằng câu lạc bộ Phú Hiến sẽ tiếp tục thi đấu thành công, đạt thứ hạng cao trong mùa giải năm nay, xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.